là Đồng Sơn, trong núi đồng hồ của hồ chứa nước Đồng Mít là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nơi có nhiều suối, thác cổ nguyên sơ và những nét văn hóa độc đáo như là xôi, đất đồ bảo tồn. Đối với tự nhiên, chúng ta làm ra những người có mặt, tăng lên của chúng ta, dân gian, luôn thu hút những người tham gia du lịch, khám phá và trải nghiệm. Tôi chỉ muốn nói rằng, mỗi người đang trong trong các nhà trẻ, nên các bạn phải ngoài mái những người đã phát triển dòng nước này. Đây sẽ là những trái nóng thị trường. Như vậy, nếu mình bạn phải có chuyện việc hơn, mà chưa là những nhân này, bạn đã biết. Thank you.